Vụ Việt Á thổi giá kit test, đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi trách nhiệm các bộ ngành liên quan. Mới đây, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật đã có buổi phỏng vấn tới báo chí trao đổi về vấn đề liên quan đến công ty cổ phần công nghệ Việt Á, công ty Việt Á thổi giá kit test COVID-19 trục lợi. Theo đó, ông Hòa cho rằng, có rất nhiều câu hỏi liên quan đến trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Công nghệ, Bộ Y tế cần phải được giải trình làm rõ. Đồng tình với việc cần thiết phải báo cáo Quốc hội về vấn đề này tại kỳ họp bất thường. Ông Hòa cho rằng, vụ việc thổi giá của công ty Việt Á cần có báo cáo giải trình, làm rõ từ các bộ liên quan. Báo chí đã lên án rất nhiều, người dân cũng rất bức xúc về vấn đề giá xét nghiệm. Vụ việc này đúng, sai thế nào, vi phạm ra sao, trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Công nghệ và Bộ Y tế thế nào, có sự bao che, tiếp tay của các bộ này hay không, có sự kết cấu của CDC các tỉnh, thành phố với công ty Việt Á để nâng giá kit test không, có nhiều vấn đề cần phải được làm sáng tỏ. Với Bộ Kế hoạch Công nghệ, có trách nhiệm chủ trì, thành lập Hội đồng Thẩm định cấp quốc gia về khoa học để thẩm định chất lượng bộ kit xét nghiệm này. Đáng lưu ý về chi phí, Bộ Kế hoạch và Công nghệ thông tin, kit xét nghiệm COVID-19 do Học viện Quân y phối hợp với công ty Việt Á nghiên cứu sản xuất là sản phẩm của một nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia. Tổng kinh phí chi từ ngân sách cho nhiệm vụ này gần 19 tỷ đồng. Vấn đề này thuộc trách nhiệm của Bộ Khoa học Công nghệ chứ còn ai nữa. Cùng với đó là trách nhiệm khi đăng tải lên cổng thông tin điện tử, cho rằng bộ kit test này đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO công nhận. Mặt khác, việc Bộ Kế hoạch Công nghệ đính chính thông tin sau đó, nói do tổng hợp từ báo chí cũng hết sức vô lý, thiếu trách nhiệm, không nhận trách nhiệm về mình. Theo đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, thì cổng thông tin điện tử của Bộ phải là nơi phát ngôn chính thống của các cơ quan quản lý nhà nước cấp trung ương. Khi cổng thông tin của Bộ hay Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phát ra thì đó là thông tin chính thức và chính thống. Nhưng khi đăng tải, anh lại nói dựa trên cơ sở tổng hợp thông tin từ báo chí là hết sức vô lý. Chỉ khi có ý kiến chính thức từ WHO gửi văn bản về, anh mới có thẩm quyền công bố và khi đó, báo chí sẽ dựa vào thông tin đó để khai thác đăng tải. Nhưng Bộ Khoa học Công nghệ lại nói thông tin là dựa trên báo chí. Như vậy, cổng thông tin của cơ quan này đăng tải thông tin chính thống qua báo chí. Chẳng lẽ báo chí đăng, Bộ Kế hoạch và Công nghệ mới đăng tải hay sao? Lẽ ra anh phải nhận trách nhiệm về sai sót đó, do sơ suất, do khách quan hay chủ ý. Nhưng Bộ lại đính chính và đổ lỗi cho báo chí. Việc đính chính của Bộ về vấn đề này là thiếu trách nhiệm. Bên cạnh đó, ông Hòa cho rằng, trách nhiệm của Bộ Y tế là vấn đề giá kit test. Lý do nào Bộ Y tế có văn bản đưa ra mức giá trần là 470.000 đồng một bộ? Rồi trách nhiệm của Bộ trong việc kiểm tra, giám sát, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ra sao? Cán bộ y tế vi phạm đấu thầu, đấu giá mua sắm trang thiết bị y tế? Trách nhiệm của Bộ Y tế như thế nào về mặt chuyên môn và quản lý nhà nước? Rất nhiều vấn đề liên quan đến vụ thổi giá kit test của công ty Việt Á cần phải được xem xét, giải trình và làm rõ.